Hai chiếc chai bông xin chào cả nhà nha. Ơi cả nhà ơi, thì hôm nay em có một cái lô mai con quấn rễ cực kỳ đẹp nha. Đây là phần lá nè cả nhà. Cây thì nó có rất là nhiều nhánh nha. Loại này thích hợp cho trồng tán thông nè cả nhà. Đó, cây nó lùn liền, tuy nhiên là cái thân cây nó cũng rất là thấp ha. Cây này cao tầm khoảng 50cm rồi cả nhà. Cây rất là tốt luôn nha. Nhưng mà mấy hôm nay thì em vẫn lưu ý một cái đó, tức nghĩa là hàng mai con á cả nhà, trong khi mà chúng ta gửi á, đóng trong cái bao lưới thì lúc nào nó cũng sẽ bị rụng một ít lá, tại vì hàng mai con lá rất là nhiều, cả nhà nhìn thấy lá như thế này nè. Rồi nó sẽ bị mấy cái ngọn ở trên đây, nó cũng thể trong cái quá trình vận chuyển thì nó cũng có thể gãy một hai nhọn nha cả nhà. Tuy nhiên thì hàng mai con mà cả nhà đã biết rồi, chúng ta trồng thì cũng phải cắt ngọn nè cho nó bung nhánh và lãi ít lá, lãi lá hết rồi chúng ta tưới dưỡng rễ vào thì nó bung rễ bung đọt rất là mạnh ha. Thì cái lô mai con quấn rễ bên vườn mai nhà em thì cực kỳ đẹp luôn nha. Nó vừa có trái bí nè, nụ trái bí nha. Rồi những cái rễ quái cả nhà. Đó, đây, trời ơi, rễ đẹp không nha. Lô này là rất là đẹp luôn cả nhà. Đây, đây này cả nhà nhìn thấy ha. Rễ thì có những cái rễ lò xo nè. Rồi rễ những cái rễ quái hình thú. Và đặc biệt cái lô này rễ rất là to cả nhà. Nó đội lên luôn nè cả nhà, thấy không? Đó, rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, cây mai nó những cái rễ ngang như thế này là sau này nó sẽ lên hình thú cả nhà. Thì cây mai cả nhà biết rồi, khi một cái cây mà nó cái rễ cùng một cái giống như nhau ha, nhưng mà cái rễ cây nào đẹp thì cái cây đó nó sẽ có giá trị cao ha. Cho nên là đừng tiến 1.000, 2.000 mà chúng ta hãy chọn những cái lô mai mà có quấn rễ đẹp nha cả nhà. Thì sau này nó sẽ lên những cái hình thú và những cái rễ bí lò xo, những cái rễ quái. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, rất là đẹp ha. Cây thì mập mạp, cứng cáp, cao từ 50cm trở lên, lá thì vô tư luôn. Nè, nó nhánh cành thì rất là nhiều ha. Rễ thì cực kỳ đẹp luôn cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè. Rễ to đẹp nè, nó nổi lên nè. Sau này sẽ có những cái hình thú nữa cả nhà. Nó vừa có bí, vừa có lò xo, vừa có rễ quái ha. Rất là đẹp, rễ nè. Cả nhà nhìn thấy nè. Đó, cái lô này rễ cực kỳ đẹp nha. Giá thì em bán với giá là 8.500 một cây nha cả nhà. 30 cây thì em ship nhưng mà không có bao ship. Còn nếu mà chúng ta lấy từ 100 cây trở lên thì bên vườn mai nhà em sẽ bao ship và tặng kèm 5 cây cho chúng ta luôn nha. Đó, đó chính là hàng mai con quấn rễ cực đẹp bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Nếu ai thích thì xin hãy liên hệ bên em nha. Giá chỉ có 8.500 một cây thôi. 30 cây em ship và 100 cây thì em sẽ bao ship và tặng kèm 5 cây cho chúng ta nha. Lô này rễ rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, và em cũng có một cái hàng mai con quấn rễ là dạng rẻ, cây nhỏ, giá chỉ có 5.000 một cây thôi. Thì bây giờ em sẽ vào để cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây cả nhà, lô này thì cây nó cao tầm khoảng 2.5 tấc đi lên nha. Rễ thì cũng vô tư luôn, rễ rất là đẹp luôn, nó quấn đủ kiểu nè, lò xo ha. Nó chỗ này sao nó hơi bị mờ. Nó rễ rất là đẹp luôn nha. Đây em sẽ mơ ra một số cây cho cả nhà mình cùng xem. Đó cả nhà. Đó, rễ rất là đẹp nha. Loại này thì có 5.000 một cây thôi. Điều cây này nó còn nhỏ nha cả nhà, khoảng 2.5 tấc đi lên ha. Đó. Cái này thì cũng rất là thích hợp cho ai mà trồng dạng tán thông á, thì mình mua cây nhỏ về mình dễ chỉnh tàn tán thông ha. Thì giá chỉ có 5.000 một cây thôi cả nhà. Chỉ có 5.000 một cây thôi nha. Rồi hàng bên đây thì cây cao mập, rễ lộn xộn nè, rễ cũng rất là đẹp luôn. Thì giá chỉ có 9.000 một cây thôi cả nhà. Cây cao khoảng 60cm trở lên nha. Rễ thì rất là đẹp luôn. Trời hơi tối rồi, em quay nó hơi tối để mặt. Rồi đây, đó, cây 9.000 thì rất là mập nha. Rất là mập và rất là đẹp luôn. Những cái rễ nó quái như thế này nè cả nhà. Ủa sao nó màu cam vậy trời? Đó rồi cả nhà, giá 9.000 một cây, cao 60cm đi lên nha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy liên hệ trực tiếp bên vườn mai của chiếc chè bông nha. 5.000, 8.500, 9.000 và có loại 12.000 nữa. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ.